chương 28 đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là mang tơ. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, sảy có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng: thật người này là tay giết người, nên giàu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi thì chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy, tên là Bupliu. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả, cha của Bupliu này đương nằm trên giường, đang bị nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đến thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là đi ốc cua tới thành Syracuse. Rồi chúng ta ở lại đây 3 ngày, từ nơi đó chạy theo méo biển Sicily tới thành Regium. Đến ngày mai, vì gió nam thổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Buseler. Ở đó gặp anh em, mời chúng ta ở lại với 7 ngày. Rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta, bèn ra đến Forum Appius và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi, người nói rằng: hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Caesar, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng xích này. Các người ấy trả lời rằng: chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giu-đê nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Do vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ. Về Đức Chúa Giê-xu, có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin, bởi chưng họ không đồng ý với nhau. Và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: hãy đến nơi dân này và nói rằng: các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì, vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại, mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoài, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.